Xin chào các bạn, ta lại gặp nhau ở bài số 2 của giải thích lớp 12. Đó là hàm số lý thừa và hàm số lý hay, cũng nằm rất nhiều trong các cái đề thi đại học. Phần 1 là phần khái niệm về hàm số lý thừa. Phần thứ 2 là phần tạo hàm của hàm số lý thừa. Phần 3 là khảo sát hàm lý thừa. Phần thứ 4 nội dung hôm nay là phần thứ 4, đó là luyện tập bài tập. Do cái thời lượng của chương trình cũng cho phép nên là tôi chỉ làm được bài 1 và 2, còn bài 3, 4, 5 tôi sẽ để phần số 2. Phần thứ nhất là khái niệm về hàm số lý thừa. Thì hàm số lý thừa có dạng x mũ alpha, trong đó alpha thuộc các số thực, x thì nó tùy theo tập xác định, nó tùy theo từ alpha, nó theo alpha. Thì đây là gọi là hàm số lý thừa. Hàm số lý thừa. Đấy, ví dụ như này, y bằng x bình chẳng hạn, với parabol đó là học cấp 2 đúng không? Hoặc y bằng x bình chẳng hạn, x alpha 1. Đây là đường thẳng. Học từ cấp 2 rồi. Hoặc y bằng x mũ trừ 3. Hoặc y bằng x mũ căn 3, vân vân. Đây là những hàm số lý thừa. Thì cái tập xác định của nó tùy theo cái số mũ. Đấy, thấy nhá, tập xác định này. Ví dụ, bây giờ x mũ alpha, tập xác định. Nếu alpha nó là nguyên dương thì cái tập xác định nó là R. Đó. Ví dụ alpha bằng 2, alpha bằng 1, alpha bằng 3, nguyên dương. Ví dụ y bằng x mũ a chẳng hạn, tập xác định R. Bởi vì lúc đó nó mới trở thành hàm gì? Hàm đa thức. Đa thức thì bao giờ, hàm đa thức thì bao giờ cũng tập xác định R. Và alpha nguyên âm hoặc alpha bằng 0. Đó. Thì lúc này cái tập xác định của nó là R trừ đi phần tử 0. À, R trừ đi phần tử 0. Đúng chưa? Và cuối cùng là nếu alpha không nguyên, alpha không nguyên, thì cái tập xác định của nó là từ 0 cho tới dương vô cùng. À, giá trị x lớn hơn 0. Tại sao phần đã tập xác định đúng chưa? Đấy nhá, cái hàm y bằng x mũ alpha thì gọi là hàm lý thừa. Tập xác định nó phụ thuộc vào cái số mũ alpha, hiểu chưa? Nhớ nhá. Alpha nguyên dương. Đấy, alpha nguyên dương thì mới là hiểu y bằng alpha x mũ alpha nó là hàm đa thức. Hàm đa thức thì theo gì tập xác định này rồi. Nhá. Còn alpha nguyên âm, ví dụ alpha cấp 2 chẳng hạn. Ví dụ trừ 2 thì có thể hiểu là 1 trên x mũ 2. Thì x có thể khác 0. Đó. Nếu alpha nguyên âm thì nó sẽ ở cái dạng là 1 trên một cái hàm một x mũ mũ nguyên dương thì mẫu nó được khác 0. Hoặc nếu alpha bằng 0 thì lúc này nó là x mũ 0, x phải khác 0 thì nó là hàm hàm, đúng không? 1 là hàm hàm, x được 0, bởi vì 0 mũ 0 không xác định, hiểu chưa? Còn alpha nhớ là nó không nguyên. Đó, không thuộc số nguyên thì tập xác định đó là từ dương, từ không đến dương vô cùng. Đó, trong khoảng. Thế còn thằng này tập đạo hàm nó là gì? Đúng công thức hả? Đạo hàm nó là 1 nhân hạ alpha xuống. Alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Thế này nếu mà nó là hàm hợp thế này, giờ vẫn hạ xuống alpha nhân u mũ alpha trừ 1 nhân u phải. Đúng không nhỉ? Đấy là đạo hàm. Ta sang phần số 3 là khảo sát y bằng x mũ alpha. Đấy, sang phần số 3 là khảo sát y bằng x mũ alpha. Thì ta xét cái tập khảo sát nó trên cái khoảng, bởi vì trong cái tập xác định bao giờ nó chứa từ dương vô không đến dương vô cùng. Trong trường hợp này ta chỉ xét cái tập khảo sát từ không đến dương vô cùng. Đó. Thì ta có bảng sau. Đối với y bằng x mũ alpha mà alpha dương và y bằng x mũ alpha mà âm, thì tập khảo sát ta đang xét nó là trên không dương vô cùng, bởi vì trong trường hợp nào nó chứa khoảng này thì ta chỉ xét
Nhưng mà tí nữa chú ý là khi khảo sát một hàm cụ thể, số mũ cụ thể thì ta có thể xét nó trên toàn tập xác định. Khi khảo sát là phải xét, khi khảo sát là phải khảo sát, phải khảo sát trên toàn tập, đúng không? Toàn cái tập xác định, đúng không? Thế là sự biến thiên có đạo hàm nó hạ xuống đây là alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Alpha dương rồi, x mũ alpha trừ 1 dương, dương và x như vậy hàm luôn luôn đồng biến, đúng không? Dưới hạn đặc biệt khi x gần dương vô cùng, à, dương vô cùng mũ dương nó là dương. Khi x mà gần không cộng á, không cộng tức là đang đi từ dương vô cùng về không, đúng nhỉ? Thì nó bằng không, thay đây không mũ dương nó bằng không. Khi x gần dương vô cùng, dương vô cùng mũ dương nó bằng ra dương vô cùng. Phần này không có tiệm cận. Đó là trường hợp này. Đối với từ không đến dương vô cùng thì sự biến thiên là đạo hàm nó giống lên đây. Nhưng alpha âm chỗ này âm, như nhân dương người ta âm, không phải x nữa là không. Và cái giới hạn đặc biệt khi min của nó, khi x dần không cộng thì nó bằng dương vô cùng. Bởi vì lúc này ví dụ alpha là âm 2, nhưng nó x mũ 2. Khi x mà dần không cộng thì chỗ này nó là dương trên không, nhưng mà mẫu ở dưới là dấu mẫu nó dương, dương vô cùng. Thế còn nếu x mà dần dương vô cùng thì nó sẽ bằng không. Đó, như vậy nó có hai cái đúng định nghĩa. Thì lim của y khi x dần không cộng vào dương vô cùng thì thằng này chính là tiệm cận đứng. Là x bằng không chính là trục gì? Trục tung. Đó, trục tung trục y thì bằng đứng. Còn lim của y ấy, khi x dần dương vô cùng mà bằng không thì x bằng không, y bằng không chính là tiệm cận ngang. Thì y bằng không chính là trục hoành, tiệm cận ngang. Phần bảng biến thiên thì ta nhìn vào thì phần sự biến thiên ta sẽ gặp được bảng biến thiên này, ta xét cái phần khảo sát, cái tập khảo sát ta xét là từ không dương vô cùng. Lưu ý rằng nhé, khi xét hoàn cụ thể là phải xét trên toàn tập. Đấy, thì từ không dương vô cùng ra thì phải luôn dương, đồng biến đi lên thì không dương vô cùng. Thằng này đối với alpha âm thì y phải là âm, luôn nghịch biến, luôn nghịch biến. Và nó có hai đường tiềm cận, đó là tiềm cận ngang và trục cuối, đó chính là cái đường y bằng không, đó. Và tiềm cận đứng là trục ui, chính là đường x bằng không. Cái đồ thị trong sách giáo khoa đã kể rất là chi tiết, sẽ qua rất chi tiết, ta sẽ tham khảo đồ thị giáo khoa. Bây giờ ta sẽ làm bài tập mở sách giáo khoa trang 60. Làm bài tập số 1, số 2. Tiếp tục bài đầu tiên tìm tập xác định. Phải nhớ cái tập xác định y bằng x mũ alpha. Đó. Tùy theo alpha, nếu alpha bằng nguyên dương thì tập xác định là e giờ. Nếu alpha nguyên âm hoặc alpha bằng không thì tập xác định trừ đi số 0, trừ đi số 0. Tập xác định nghĩa là trừ đi số 0. Thế còn nếu alpha không nguyên đó, thì tập xác định từ không cho tới dương vô cùng. Được chưa? Đấy. Sách giáo khoa trang 60. Nào bây giờ ta ứng dụng nó thôi. Trường hợp thứ nhất là trừ 1 3 là không nguyên, đây là không nguyên. Đó. Thì cái 1 trừ x này nó phải là lớn không, đúng không nhỉ? Thì cho trong trường hợp này thì 1 trừ x đóng vai trò là x, đúng không nhỉ? Y bằng x mũ alpha thì x này bây giờ đóng vai trò là 1 trừ x, alpha là trừ 1 phần 3, đúng không?
không nguyên, trừ 13 không nguyên, rơi vào trường hợp không nguyên. Đây, alpha bằng trừ 1/3 không nguyên. Đó. Vậy một trừ x này phải dương. Đây. Tức là cái x nó phải thuộc, ta phải định là x nó thuộc vào y bằng x mũ alpha. Cái x này nó thuộc vào từ dương không dương vô cùng. Cái x trong trường hợp này nó là một trừ x. Đấy. Vậy nó phải giải bớt trình này, nó chuyển sang. Chuyển sang đây thì có x bé 1 không? 1 lớn x, x bé 1 không? Vậy ta suy ra cái tập xác định là từ âm vô cùng cho tới 1. Đúng chưa? Như vậy cái tập xác định là từ âm vô cùng cho đến 1. Còn B nó rơi vào alpha cũng không nguyên. Đúng không nhỉ? Alpha lúc này bằng 3/5 không nguyên thì cái 2 trừ x bình này cũng phải dương. Đây là bất phương trình bậc 2, đúng không? Nghĩa là trừ căn 2 và mình là cộng căn 2. Trong trái ngoài cùng hệ số a là âm 1, trong khác âm là dương, ngoài thì cùng. Đấy, mình lấy dương không. Vậy ta xác định đây. Cái này x sẽ thuộc vào đâu? Khoảng nào? Từ trừ căn 2 cho tới căn 2. Vậy tập xác định của nó là trừ căn 2 căn 2. Đó. Đúng chưa? Nhớ xác định được alpha. Nó không nguyên thì cái cơ số phải dương, đó. Nếu mà nó nguyên dương thì cơ số thuộc vào cái dòng. Còn nếu như nó nguyên âm hoặc bằng không thì cái cơ số nó phải khác không. Đó, như câu C này. Đó, alpha bằng âm 2 thuộc Z trừ, đúng nhỉ? Và cái x bình từ 1 đòi hỏi phải khác, khác không. Vậy x phải khác cộng trừ 1. Vậy suy ra tập xác định D bằng E là trừ đi phần tử cộng trừ 1. Được chưa? Đó. Ok, vậy cái này là căn bằng 2, còn 2 là số vô tỉ rồi, không nguyên. D alpha bằng căn 2 không nguyên. Vậy suy ra x bình trừ x trừ 2 đòi hỏi phải dương. Thì đây nó là cũng là bất phương trình bậc 2 học lớp 10. Các nhà phân nghiệm, một nghiệm là âm 1 và một nghiệm là 2. Đúng không? Hai bình là 4, 4 trừ 2 trừ 2 đúng không? Trong trái ngoài cùng hệ số a là 1. Trong khác dấu ngoài cùng, ngoài cùng là dương. Trong là trái. Và bây giờ trừ 1 với 2 có số 0 thì lắp qua đây. 0, 0 hay là còn âm 2 thì âm. Thì đại diện quả này là âm qua mẫu nghiệm đổi rộng. Thế thì ta mới có này lấy dương cạnh âm. Như vậy ta suy ra x sẽ lớn hơn 2 hoặc x nhỏ hơn âm 1. Thế là suy ra cái tập xác định từ âm vô cùng cho tới âm 1 hợp với từ 2 tới dương vô cùng. Đấy. Được chưa? Đấy, thì phần này bám sát vào cái tập xác định y bằng x mũ alpha là xong. Nó tùy theo alpha, nhắc lại nhé, tùy theo alpha. Alpha mà nguyên dương tập định D bằng E giờ, tức là cái x này thuộc E giờ. Nhớ là cái x này. Trong một bài này thì cái x này đóng vai trò là x bình trừ 2, trừ x cộng 2, trừ 2. Như bài này x này đóng vai trò là x bình trừ 2, 1. Được chưa? Phải hiểu như vậy. Đó là thuộc E giờ. Thế còn alpha mà gì? Âm hoặc là không thì tập xác định của nó. X này cũng phải nó là trừ x không.
tính khác không? Trong trường hợp này x này nó là x bình trừ 1 khác không? X bình trừ 1 khác không? X khác cộng trừ 1. Đó, chúng ta xác định ra được xác định. Đó, thì căn cứ vào cái này, thua cái này. Sau này dùng rất nhiều cái phần này. Và sang phần bài số 2. Nào, tiếp tục. Bài số 2, tính đạo hàm của hàm số song. Ở đây là toàn hàm hợp thôi. Mở. Đó, đấy công thức nhá. Y bằng U mũ alpha. Y phải vẫn hạ xuống bình thường. Alpha trừ 1. Nhưng bao giờ nhân U phải. Đó. Đây, có đạo hàm là gì? Đấy, U mũ alpha. U là 2x bình trừ x cộng 1. Alpha là 1 phần 3. 1 phần 3 nhân 2x bình trừ x cộng 1. Mũ 1 phần 3 trừ 1. 1 phần 3 trừ 1. Thế là trừ 2 phần gì? À, 3 nhân với đạo hàm là này. Là bao nhiêu? 2 là 2 là 4 x trừ 1. Đúng chưa? Đấy. Mình sẽ cho qua ở trang 61. Đúng chưa? Đúng không? À, phải tìm đi tìm tập xác định đã. Tập xác định của D nó là nghe dòng. Thì cái 2x bình trừ x cộng 1 luôn dương, đúng không nhỉ? Trước khi tìm tập tiếp trước khi tính đạo hàm còn phải tìm tập xác định. Nhớ cái tập xác định. Tìm tập xác định của nó đã. Cái này có tập xác định. D bằng nghe dòng. Vì sao là bằng nghe dòng? Vì đây cái này nó không thuộc alpha, a không thuộc nguyên, không nguyên. Thì cái 2x bình trừ x cộng 1 này nó đòi hỏi dương. Thì thầy luôn đúng với mọi x, đúng nhỉ? Vì sao? Vì nó có delta bằng trừ 1 tất cả bình là 1 trừ 4ac. A là 2ac, 1 thì thầy âm. Delta âm, tan thức bằng 2, delta âm. Thì cái tan thức bằng 2 này nó luôn luôn cùng dấu hệ số a, hệ số a là 2. Luôn cùng dấu hệ số a ngoại x. Có công thức a nhân fx cũng phải luôn dương với ngoại x. Nếu delta âm trong tan thức bằng 2 thì a là dương rồi, a là 2 dương rồi thì fx sẽ luôn dương ngoại x. Hoặc là dùng hàm thức đáng nhớ công khai để chứng minh. Nhưng mà đây là lớp 10 này nhanh hơn. Nhớ cái fx bằng ax bình cộng bx cộng c. Nếu delta âm thì a và fx luôn dương với mọi x, ý rất hay dùng của lớp 10. Đó. A là 2, 2 là dương rồi. Đó, đây ta có delta âm, delta là âm rồi đúng không? 2 là dương rồi, 2 cho biết lớn không mọi x. Thì cho biết lớn không mọi x. Vậy ta có thể nghe rằng, trước khi chúng ta hàm ta tìm tập xác định. Vậy, ta có thằng y phải bằng cái gì? 1 phần 3 nhân 2x bình trừ x cộng 1 mũ trừ 2 phần 3 nhân đạo hàm của nó là 4x trừ 1. Đúng chưa? Nhân với đạo hàm của nó 4x trừ 1. Ta sang phần B. À, tôi tập xác định. Có tập xác định 1 phần 4 là không nguyên. Như vậy là trừ x bình trừ x cộng 4 đó, phải dương. Đấy, nhớ nhé, y bằng x mũ alpha, alpha không nguyên thì cái x phải dương, cơ số phải dương. Đây là cơ số phải đại diện x. Thì thằng này nó có một nghiệm là bao nhiêu, lấy các số này luôn là trừ 1 trừ căn 17 trên 2. Đấy, trừ 1 trừ căn 17 trên 2 hay là trừ 1 cộng căn 17 trên 2. Đấy, trong trái hệ số a ngoài cùng, trái âm a là âm 1 và dương ngoài cùng. Còn từ đây đây có số số 0, còn từ này số dương hay số âm, không đứng ở đây, không nắp ở đây, 0 0 và 4, 4 là dương. Trong khoảng này là đại diện là dương qua nghiệm đổi dấu. Như vậy, đấy từ đâu?
trừ 1 trừ căn 17. Trước khi tìm lý do hàm ra phải tìm số định nhé. Trừ 1 cộng căn 17 trên 2. Đúng chưa? Đúng rồi, lý do hàm là đúng công thức rồi. Nào, y bằng cái gì? Y phải bằng cái gì? Hạ xuống là 1 phần 4. Đó. Nhân 4 trừ x trừ x bình cũng bao nhiêu? Phần 4 trừ 1 trừ 3 phần 4. Nhân đạo hàm này không rồi. Trừ 1 trừ 2. Đúng chưa? Trừ 1 trừ 2. Đó. Thằng này ta xác định là gì? 3 x cộng 1 nó phải dương. Đó. Vậy pi trên 2 thì cũng nguyên. Vậy x lớn lớn hơn trừ 1 phần 3. Như vậy trừ 1 phần 3 cho tới dương vô cùng. Nhớ nhá, trước khi tính đạo hàm phải tìm tập xác định. Và có thể nhớ là cái mẫu, quan tâm cái mẫu nguyên, nhưng mà phải là nguyên dương thì tập xác định cái cơ số đó là thuộc về nào. Và thằng này có y phải có cái gì đây? Hạ xuống đó, pi trên 2 nhân 3 x cộng 1 mũ pi trên 2 trừ 1 nhân đạo hàm của nó 3 x, đạo hàm là 3, 1 đạo hàm là 0, vậy nhân với số 3. Đấy, thằng này có tập xác định bằng cái gì? 5 trừ x căn 3 cũng nguyên rồi, dương. 5 thì lớn x để kế đổi dấu, hay x nhỏ hơn 5, x nhỏ hơn 5 tức là từ âm vô cùng cho tới 5, nhỏ hơn 5 đúng không? Vậy lúc này ta tính đạo hàm bằng cái gì? Có hàm hạ đúng không? Căn 3 nhân 5 trừ x nhân căn 3 trừ 1 đúng vậy? Nhân 5 dưới phải 5 phải bằng 0 trừ x đạo hàm của âm 1. Đấy, ta sẽ kết thúc bài này đây. Xem các bạn ở phần 2 đó là 3 bài tập còn lại.